Chào các bạn, hôm nay tôi trải nghiệm đi xe Honda Ôm từ trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan tới một tụ điểm ăn chơi về đêm cách khoảng 15 cây số với giá tiền là 100 baht. 100 baht tiền Thái thì tương đương khoảng 75.000 tiền Việt Nam mình. Honda Ôm ở bên Thái Lan này nó có bộ đàm, có công ty giống như bên Giáp của Việt Nam mình, có bộ đàm. Đó, thấy hai anh tài xế Honda Ôm ăn mặc đồng phục, có số hiệu đầy đủ và có phản quang. Rất đẹp. Ở bên mình chưa có quy mô, chưa chuẩn như bên đó. Bên Thái người ta lưu thông là ngược chiều với bên Việt Nam mình, họ đi bên tay trái, lưu thông bên tay trái. Đường phố rất thông thoáng. Phương tiện đi lại của người Thái là chủ yếu là xe tàu điện, xe bớt, xe túc túc và Honda Ôm thì ít, người ta nói chung Honda Ôm không có nhiều. Xe túc túc là một cái phương tiện là xe ba bánh giống như ở Việt Nam mình. Đã bên chính phủ Thái Lan đã từng muốn dẹp bỏ cái xe ba bánh này đi bởi vì nó ô nhiễm môi trường. Nhưng do nhà vua nghĩ tới với người nghèo, đất nước mình còn rất nghèo, cho nên ông vua mới ra một cái đề án. Chính ông vua là ông ra một cái đề án cải tiến xe túc túc. Đề án cải tiến xe túc túc từ chạy dầu sang chạy bằng ga. Và hầu như là ông cho dân chúng vay vốn để mua xe, để phục vụ du khách. Thành thử ra người dân nghèo, nói chung là toàn bộ người dân đất nước Thái người ta rất kính trọng ông vua. Người dân Thái người ta có ý thức tham gia giao thông. Tình trạng phóng nhanh vượt ẩu hầu như là không có ở đất nước. Đó, rất người dân rất đi rất thong thả. Trên đầu chúng ta là hệ thống đường trên cao á. Trước mặt chúng ta phía trên cao là cái tòa tháp sọ 86 tầng. Cái tòa tháp này là các tour du lịch là thường tour nào cũng đưa khách lên trên này để tham quan thành toàn bộ cái thành phố Bangkok. Đó, người ta đứng đèn xanh đèn đỏ đứng rất nghiêm chỉnh, không có tình trạng vượt đèn xanh đèn đỏ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái anten ở trên ngay chỗ cái gương đầu xe Honda này không? Đó là cái máy bộ đàm đó, để bắt sóng bộ đàm. Mình muốn đi đâu thì mình gọi đến công ty, người ta sẽ điều xe Honda tới đón mình. Có giá cả đầy đủ, giá cả giống y như Giáp của Việt Nam mình. Lưu thông là bên tay trái, khác với Việt Nam mình là lưu thông bên tay phải.
phố này tương đối bằng phẳng chứ không có ổ gà. Đó, trên đầu chúng ta là hệ thống đường trên cao. Đường trên cao này là chạy xe điện. Nếu quan sát kỹ chúng ta có thể thấy là hầu như là không có cảnh sát giao thông đứng ngoài đường. Cái ý thức người dân người ta đi chấp hành luật lệ giao thông nên lực lượng cảnh sát giao thông cũng không cần thiết. Các bạn sẽ lưu ý không bao giờ, hầu như không bao giờ các bạn nghe tiếng còi xe. Người dân Thái người ta không có cái thói quen dùng còi xe bấm inh ỏi như Việt Nam mình. Tôi đi Thái cũng nhiều bận rồi cho nên là mình dám mạnh dạn đi Honda ôm. Những người nào mới sang đợt đầu rồi, một hai đợt là hầu như không dám đi vì sợ. Mấy anh hướng dẫn viên du lịch cái sai sợ khách trốn lại ở Thái, thành ra người ta hay đen nè. Người ta hù dọa là đi Honda ôm rồi dễ bị nó chở đi vào cái ngõ hẻm vắng xong nó chấn nó cướp. Nhưng thực tế không có đâu. Người Thái người ta thân thiện lắm, vui vẻ thân thiện, cái chuyện lừa đảo trộm cắp là thấy ít. Mấy người hướng dẫn người ta sợ trách nhiệm, người ta hay hù du khách. Chứ tôi đi Honda ôm, đi xe túc túc một mình có sao đâu, đi thường xuyên đó. Thế các bạn thấy người ta dân này người ta cũng không có đội nón bảo hiểm, thì cái không bên chính phủ Thái Lan người ta không có bắt buộc người dân phải đội nón bảo hiểm. Tự ý thức mình thôi, mình thấy đảm bảo cho sinh mạng mình, an toàn cho bản thân thì đội. Đấy là ý thức người dân. Đó, con đường này là dẫn tới cái khu trung tâm ăn chơi về đêm của Bangkok. Các bạn nghe thấy tiếng đàm thoại liên tục. Đó, nghe tiếng rít của bô xe túc túc không? Nghe tiếng này đã lắm. Hầu hết là du khách sang đây là đều trải nghiệm đi xe túc túc. Gần tới nơi rồi đó. Tôi, trên đoạn đường này chúng tôi đi cũng mất gần 20 phút. Trên thành cầu cũng rất thông thoáng, không có những cái ban đêm, dù là đêm nó không có những cái người vô gia cư người ta ngồi trên thành cầu. Hi hi.
gì phụ mày quá. Trên con đường này thì vắng, một tí nữa thì chúng ta sẽ tới cái khu kia, nó sẽ nhộn nhịp. Đó, bắt đầu đó. Đây là cái khu chuẩn bị tới khu trung tâm ăn chơi về đêm. Tất cả du khách hầu như dồn về đây. Rất nhiều xe túc túc. Dù lượng xe đông nhưng người ta đi có hàng lối hết, nó không có chen chúc, chen ngang xô đẩy như Việt Nam mình. Đó, xe túc túc không. Các bạn thấy hầu như là xe túc túc cũng chiếm đại đa số ở lưu thông ở trên đường này. Người Thái Lan người ta kiếm bộn tiền là nhờ vào cái dịch vụ du lịch. Tới Bùng Binh này là cũng đi vòng bên tay trái nhá, chứ không có vòng phải, quẹo phải giống như Việt Nam mình. Đó, quẹo vòng trái đó, trước mặt chúng ta là cái Bùng Binh đó. Đó, qua cái Bùng Binh này là tới khu qua Bùng Binh này là tới khu vực trung tâm ăn chơi, à ăn chơi về đêm ở Thái Lan. Vì chính sách của cộng đồng YouTube nó tương đối nghiêm cho nên chúng tôi sẽ không quay cái cảnh ăn chơi về đêm, những cái tụ điểm múa cột này. Những cái đó là chính sách cộng đồng YouTube người ta nghiêm cấm. Thì đến đây là xin chào các bạn. Hẹn các bạn những clip sau.